xin chào các mọi người đã đến với Nhật ký du học Nhật Bản. Mình là Đức Mai. Trong ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau đưa các bạn tới một cái chỗ quán ăn. Mình ăn hay rất thích ăn K-pop. Mình nghĩ thuộc diện là top 10 của Tokyo này. Và để đi đến cái chỗ quán đấy thì giờ mình đang quốc bộ từ Takata Nobaba xa lức xa lời, kiểu đi bộ tập thể dục để tới Okubo. Thì bây giờ đang tới Okubo ở đây, con phố Okubo của người Hàn Quốc ngày nào. Bây giờ phố này không những là nhìn rất là nhiều hàng quán của Hàn Quốc ấy, sau là nhiều những cái công ty nhỏ nhỏ ngoài những cái hàng quán ăn của người Việt mình rất là nhiều luôn. Cảm giác thì đó rất là Hàn Quốc trên con phố này. Chỉ vừa đi qua quanh ở đây không thôi đã thấy có rất là nhiều những cái món ăn, quán ăn, dòng đồ mỹ phẩm của Hàn Quốc rất là nhiều luôn. Hô hào tiếng Hàn toàn mời, không phải đúng là khu người chủ yếu khu người Hàn cũng khác đó. Trông mấy món của Hàn này trông rất là ngon luôn ấy. Ước gì bây giờ mình được quay trở lại Hàn Quốc thì chắc là mình sẽ ăn một nùi đồ ở đấy luôn. Thì mình chắc là sắp tới cái chỗ đồ ăn của mình rồi, sắp tới cái quán K-pop của mình rồi. Đấy, mọi người chậm hỏi là tại sao khi mà mình đến phố Hàn Quốc này lại đi ăn đồ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng không phải, phố này có nhiều đồ ăn ngon lắm. Không những là đồ Hàn mà có đồ quốc tế, đồ Việt Nam mình cũng có nhiều nữa. Ủa, đông quá. Mà trong quán xá ở đây người ta thay đổi nhiều lắm nhá. Như kiểu có phía đằng sau của mình này, cái khu này quán xá nó thay đổi rất là nhiều luôn. Nếu mà bạn nào không đến đấy thường xuyên ấy, thì nhiều lúc mà có thể đến quay trở lại là thấy như kiểu đây nó như rất là nhiều những cái sự khác biệt. Ghê thật. Sao bây giờ mình đã tới được cái quán nó nằm ở đây chỗ này, mà giờ phải đợi xếp hàng nữa. Mấy người rồi, chắc là đợi xếp khoảng tầm 10 phút rồi là được rồi. Đi ăn cũng phải một số là đói hiểu không đấy, nhưng mà vẫn phải đợi. Mà quán này cũng ngon mới có người xếp hàng như này, chứ quán nào mà không ngon á khoảng ai. Mình vừa mới mua xong rồi một cái K-pop ở đây rất là to. K-pop này của mình là bao nhiêu? 600 yên mà sẽ được còn được cho thêm một cái cốc Coca nữa chứ. Đó, mấy anh Thổ Nhĩ Kỳ này biết cách phục vụ lắm. Rồi thử một miếng. Giới thiệu về một cái tí về cái loại K-pop này mà mình ăn. Cái loại K-pop của mình đây là loại K-pop wrap, là cái loại K-pop mà nó cuộn vào ấy. Đấy, có loại K-pop là như kiểu bánh mì sandwich, nhưng mà mình ở đây thì ăn cái K-pop wrap. Loại này ở đây thì nó có đúng mỗi một size thôi. Size này là size 600 yên. Thì rất là to luôn so với nhiều những cái chỗ bình thường khác ấy. Ví dụ như mà mình đi ăn bánh mì ở Việt Nam mình còn có rau dưa các thứ, chứ còn cái đây nhá chỉ có độc đúng thịt thôi, rau rất là ít, hầu như là nói không mấy rau. Anh nào mà đang bị táo mà ăn cái này là thôi gỏi luôn, gỏi đó, thịt rất là nhiều mà ngon. Mình thích cái là thịt nướng đó.
Ui, không có dầu rồi. Chỗ này lạ lắm, ôm bồ. Mình cứ vừa đi vừa ăn như thế này, tới Shinjuku để chơi thôi. Đó, công nhận cái món ăn của Thổ Nhĩ Kỳ, nó doner kebab này là một cái món rất là nổi tiếng. Thật ra mình với bố của mình ấy, đi đâu mà cứ chỗ nào mà không có cái gì để ăn ấy, thì chắc chắn là sẽ cứ chọn doner kebab này, là dễ ăn nhất luôn. Rất là thích. Ngày xưa ở chỗ nhà mình nó có, chỗ hàng Việt Nam hay hàng Tây ấy, nó có một cái chỗ hàng xóm của mình bán cái này luôn, nhưng mà bán doner kebab mà kiểu bị Việt hóa. Còn đây là bro, cái bắp này đúng là của bọn người Thổ nó làm rồi. Mà cái món này là nổi tiếng thế giới, mà đi đâu mọi người cũng biết, mà ăn rất là nhiều luôn. Nếu mà có bạn nào đó, ví dụ như bạn CDC nhà mình, bạn ấy nói là bạn không thích ăn doner kebab, thì xin lỗi, đấy là tại vì bạn CDC nhà mình ăn phải đúng cái chỗ nó không ngon. Chứ còn nếu mà ai mà nói cái món này không ngon là đây là một sự sai lầm, tại vì cái món này thực sự rất là ngon luôn ấy. Đó, là có thể nói là để kết cho ngày hôm nay thì mình cũng thông báo được một tin mừng, đó chính là vừa nhận được 10 man từ ông AB. Thủ tướng AB vừa mới tặng mình 10 man xong. Vì đợt dịch này trốn ở nhà nên là rất là sung sướng để đi ăn ngay một cái bánh doner kebab như thế này. Chứ bình thường là mình cũng không dạ ăn đâu mà. Với cái lúc mà đợt kebab này mình cũng đến ăn đi, xong rồi cuối cùng là cũng có được ăn đâu, tại vì nó bị đóng cửa. Đó, các bạn, lần này ăn được cái món kebab này rất là thích luôn. Ok rồi, thì giờ mình sẽ tập trung ăn nốt cái này. Một món này ngon thật, ăn như kiểu ăn một miếng rồi cứ muốn ăn suốt luôn ấy. Rồi xin hẹn các bạn ở trong những chương trình lần sau của mình. Các bạn có thể nói xem là các bạn thích là mình lần sau đi ăn những cái món gì hay ho ở Nhật Bản này. Nhật Bản nhiều món ngon lắm. Nói chung là thực phẩm cả thế giới là ở Nhật Bản này. Cho nên là đừng quên comment ở phần bên dưới. Nếu các bạn thích thì hãy để lại cho mình nút like. Kiếm mấy cái nút like cũng nút subscribe, bạn nhớ bấm luôn subscribe đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.